Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam và những việc làm ý nghĩa. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, CEO Vietjet, là một trong những phụ nữ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong bảng xếp hạng tỷ phú hàng đầu hay danh sách phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Với dáng vóc nhỏ nhắn thanh lịch của phụ nữ Hà Thành, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến là doanh nhân thành công, lãnh đạo có tâm và có tầm, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ. Những chia sẻ của nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á trở thành những nguồn động lực để nhiều phụ nữ tự tin, dám nghĩ, dám làm, mơ ước và nỗ lực hết mình để hiện thực hóa ước mơ ấy. Khởi nghiệp kinh doanh khi còn là du học sinh, năm 21 tuổi, bà Phương Thảo có 1 triệu đô la đầu tiên nhờ những giao dịch thương mại quốc tế. Những gì bà làm được lúc ấy là điều ít người dám mơ hay thực hiện. Từ những năm 1990, bà Phương Thảo bắt đầu đóng góp vào những đổi mới của kinh tế Việt Nam, như hỗ trợ chương trình xóa nợ quốc gia đến 95% của Việt Nam, trả nợ chỉ bằng hàng hóa thay vì ngoại tệ, tham gia đợt phát hành trái phiếu quốc tế chính phủ đầu tiên, đánh dấu Việt Nam được các thị trường vốn London, New York nhìn nhận như quốc gia có chỉ số tài chính minh bạch, năng lực điều hành tài chính tiên tiến, tiên phong xây dựng ngân hàng TMCB, ra mắt hãng hàng không thế hệ mới Vietjet, hiện thực hóa giấc mơ bay cho hàng chục triệu người Việt trong và ngoài nước. Thành công của nữ tỷ phú là nguồn cảm hứng cho nhiều doanh nhân, người khởi nghiệp, tạo một sự kiện dành cho các doanh nhân và báo giới, bà Phương Thảo chia sẻ. Doanh nhân khởi nghiệp đừng tiết kiệm ước mơ, hãy mơ những giấc mơ lớn và biến chúng thành hiện thực bằng hành động giản dị mỗi ngày tại doanh nghiệp tổ chức của mình. Tinh thần dám mơ ước và nỗ lực biến ước mơ thành hiện thực được bà Phương Thảo truyền đến hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp mà bà dẫn dắt. Nhờ đó, các doanh nghiệp này trở thành những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực hoạt động như đầu tư, tài chính, hàng không, ngân hàng, phát triển đô thị, hạ tầng, công nghệ. Điều này góp phần xây dựng và phát triển kinh tế Việt Nam, khẳng định vị thế trên trường thế giới. Tập đoàn Sovico mà bà Phương Thảo đảm nhiệm vai trò chủ tịch là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam trở thành đối tác của Liên Hợp Quốc trong chương trình phát triển bền vững giảm thải CO2, bảo vệ môi trường, phát triển con người, văn hóa, xã hội, hỗ trợ các sáng kiến, giải pháp đổi mới sáng tạo. Nữ tỷ phú cũng góp tiếng nói trong các sáng kiến quốc tế của UNESCO để mang đến những giải pháp thiết thực hỗ trợ cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, đối tượng sẽ bị bỏ lại phía sau khi thế giới chuyển dịch sang giáo dục trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh. Nhờ khoa học và công nghệ, tôi và nhiều nữ doanh nhân khác có cơ hội hiện thực hóa ước mơ của mình. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để các bé gái được quan tâm trong giáo dục trực tuyến, từ đó có nhiều đại diện nữ giới hơn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học. Tôi sẽ luôn hành động vì tương lai tươi sáng hơn cho phụ nữ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bà khẳng định. Bà Phương Thảo và tập đoàn Sovico cũng đóng góp hàng trăm triệu đô cho Đại học Oxford với mong muốn thiết lập quỹ học bổng, tạo ra môi trường nghiên cứu, học thuật, ứng dụng kết quả nghiên cứu và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam và các nước đang phát triển. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ, giáo dục và nghiên cứu là chìa khóa cho sự phát triển và thịnh vượng của nhân loại. Tôi tin những kết quả hợp tác lâu dài với Đại học Oxford sẽ mang đến những giá trị mới cho cộng đồng, đó cũng là điều tốt đẹp dành cho thế hệ trẻ tại môi trường giáo dục hàng đầu thế giới. Suốt hơn 2 năm ảnh hưởng bởi Covid-19, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các đồng nghiệp nỗ lực chung tay phòng chống dịch bệnh, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến cộng đồng. Hàng nghìn tỷ được tập đoàn Sovico, Vietjet, HD Bank hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh cho chính phủ, người dân, tiếp nối truyền thống thiện nguyện hướng về cộng đồng trong nhiều năm qua. Các doanh nghiệp của bà Phương Thảo còn tặng nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế như máy thở, khẩu trang, thuốc men, vaccine, xe cứu thương cho người dân, các địa phương, chở miễn phí lực lượng tuyến đầu chống dịch. Hơn 1,8 triệu suất ăn được bà Nguyễn Thị Phương Thảo và đồng nghiệp gửi đến đội ngũ y bác sĩ, người dân ở các khu phong tỏa, cách ly, điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh lẫn khu vực lân cận. Đặc biệt, bà cũng là người đưa ra sáng kiến và tài trợ giải pháp công nghệ cho sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, dự án được gọi tên là House 100, với mục tiêu xử lý tình trạng nghẽn giao dịch thành công trong 100 ngày. Hệ thống mới có khả năng xử lý 3 đến 5 triệu lệnh trên ngày, gấp 5 lần hệ thống cũ, được Bộ Tài chính tặng bằng khen. Giải pháp này giúp hoạt động giao dịch liên tục ổn định, nhờ đó thị trường chứng khoán tăng trưởng 46% trong năm 2021 so với năm 2020. Với tổng vốn hóa thị trường tăng trưởng trên 100 tỷ đô, bà Phương Thảo chia sẻ muốn thị trường chứng khoán Việt Nam có thể sánh vai thị trường London, Anh, New York, Mỹ. Cái tâm và tính thiện lương đều có trong mỗi người, không riêng gì doanh nhân. Tôi thường nhắc nhở bản thân và nhân viên đánh thức tinh thần dù đó là công tác xã hội, thiện nguyện hay kinh doanh. Tính lương thiện sẽ hướng mình làm điều đúng đắn, có ích cho xã hội. Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ.